Đảng ủy quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng bộ năm 2024. Bí thư thành ủy, bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị, cùng dự có phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy nguyễn văn quảng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đảng ủy bộ chỉ huy quân sự thành phố đạt được trong công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương tham mưu thành ủy ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các chủ trương đường lối về nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân biên phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy thành phố phục hồi phát triển kinh tế xã hội